Tiên y trồng đài nấy mở cung khôn, một đoàn thế tử quý tôn son vàng nung ninh, sông cảnh huy hoàng, trung niên hậu vận phát đàn nghiệp danh, thương trường ai dám cạnh tranh, một mơ ước nhỏ cũng thành đa to, của tiền tích chữ đầy kho, chồng con vợ quản chẳng no đói nghèo, con cái tiết kiệm biết điều. Vậy là cuộc sống như diều lên dây, gìn giữ doanh nghiệp lớn vững bền, ba đời bốn họ hưởng nền giàu sang.